bác sĩ 28 tuổi đột tử do kiệt sức sau 10 ngày đối phó virus corona. Bác sĩ Tống Anh Kiệt 28 tuổi ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đột tử do làm việc quá sức sau 10 ngày liên tiếp chống chọi với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, NCOV gây ra. Dịch viêm đường hô hấp cấp tiếp tục lan rộng, nhiều nhân viên y tế tuyến đầu tử vong và bác sĩ Tống là trường hợp mới nhất. Bác sĩ Tống sinh sống ở Trấn Đông Hồ, huyện Hoành San, là tổ phó tổ dược của Bệnh viện Mã Tích Vệ. Theo China News, sau khi trở lại ký túc xá bệnh viện sau giờ làm việc, vào nửa đêm ngày 3 tháng 2, bác sĩ lên cơn đau tim do công việc quá tải, dẫn đến tử vong. Bác sĩ Tống bắt đầu làm việc ở bệnh viện Mã Tích Vệ vào tháng 4 tháng 2016. Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền nhiều hình ảnh vất vả, cảm động của các nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona. Trong đó, hình ảnh đôi tay nứt nẻ đến dướng máu, và bức thư gửi bố mẹ ở quê nhà của nữ y tá Hồ Bội, 22 tuổi, làm việc tại khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh Hồ Nam, đặc biệt thu hút sự quan tâm của dân mạng. Trong lá thư, Hồ Bội cho biết cô đã ở trong khu vực cách ly của bệnh viện 4 ngày. Trong khoảng thời gian đó, những việc cô cần làm cứ lặp đi lặp lại, đeo dụng cụ bảo hộ, phun thuốc khử trùng và chăm sóc người bệnh sau khi liên tục sử dụng găng tay y tế, thuốc khử trùng để giữ cho bàn tay không bị dính vi khuẩn, virus trong khi điều trị cho bệnh nhân, tay của hồ bội bắt đầu có dấu hiệu xấu đi, với phần da nứt nẻ, bong chóc và dớm máu ở lòng bàn tay. Trần An người thân, nữ y tá cho biết, công việc hiện tại chính là cách cô đền đáp những gì mình nhận được trong quá khứ. Vào năm 2002 đến 2003, lúc đó hồ bội khoảng 4 tuổi, cô được các nhân viên y tế bảo vệ khỏi đại dịch SARS. Giờ đến lượt chúng con bảo vệ mọi người, Tiền tuyến cần con Bệnh nhân cần con hồ bội viết Nhật xác nhận 10 hành khách nhiễm virus corona trên du thuyền bị cách ly Ngày 5 tháng 2, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản xác nhận kết quả 10 hành khách dương tính với virus corona mới, NCOV, trên tàu du lịch Diamond Princess chở 3.500 người bị cách ly 2 ngày trước. Nhà chức trách Nhật đã cách ly tàu du lịch chở 3.500 người từ ngày 3 tháng 2 và cho xét nghiệm tất cả các hành khách và nhân viên trên tàu sau khi một du khách nam 80 tuổi dương tính với NCOV, Người này bay đến Nhật Bản và lên du thuyền vào ngày 20 tháng 1, xuống tàu tại Hong Kong vào ngày 25 tháng 1. Các hành khách trên tàu vì vậy được yêu cầu đợi trong phòng để chờ xét nghiệm. Chiếc tàu đã được kiểm dịch một lần vào ngày 1 tháng 2 tại một cảng ở Naha thuộc tỉnh Okinawa ở cực nam của Nhật Bản. Đợt kiểm dịch thứ hai được tiến hành sau khi có thông tin hành khách xuống tàu ở Hong Kong bị nhiễm bệnh.